Nhằm góp phần chia sẻ với các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần đem một mùa xuân ấm áp yêu thương đến với đội ngũ công nhân trên địa bàn thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình Tết Sum Vầy 2021 tại 6 điểm cấp thành phố. 250 gia đình công nhân người lao động khó khăn tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã có một buổi họp mặt Tết Sum Vầy ấm áp, tràn đầy niềm vui và sự yêu thương. Chương trình năm nay được mở rộng để chăm lo nhiều hơn cho công nhân, từ 1.500 hộ năm 2020 tăng lên 4.000 hộ. Mỗi gia đình nhận được một phần quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng. Tết Sum Vầy là chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với người lao động và đoàn viên.